Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi ra trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tư đây mà còn nói sale chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa, là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa, vậy không phải hả? Không phải. Vậy xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ổng tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng á, có tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao, lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả, cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có cây gì? Tôi nói đột ngột tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê, trời đất ơi, cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ mà hỏi tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cậy ống nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Cô này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Bây giờ tôi ví dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi. Không chừng tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chứ chắc. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh kìa. Qua rồi. À Thái ơi, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh háp háp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số à? 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn vô gà này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác.
Miễn sao có số so thôi chứ. À phải rồi, nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày, tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường chứ bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà. À, thôi được rồi. À, bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? À, tôi với ổng quen á một chỗ á, rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thế chứ ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi, cái gì có mùi mày? Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. À, rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà, ga lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay ra yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để làm thí dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ, anh làm rớt xuống, em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Gì kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có, làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Thì sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? À, tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè. Tôi trẻ đẹp như vậy nè. Nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à. Trời ơi. Xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. À, hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố không? Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc tự tin còn hơn tôi. Đấy rồi, cái đó tôi biết rồi. Nhiều khi tôi tự soi gương tự ói mình. Ổng như vậy hả? Lấy làm chi? Rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi nói luật sư nghe nè. Tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à. Mà ổng thì... Là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê, ông anh, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây. Đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm uống. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á.
bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nha nè. Sao? Duyên hay vấn đề này là vấn đề tế nhị. Tôi biết luật sư hiểu mà. Vụ đó. Cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh thì đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh thì đã hết. Chi quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Vậy sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cổ cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà. Đúng. Đó. Bởi vì đêm nào bà cũng biểu tôi ăn gà ác thìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bà lắm tôi mới ăn gà ác. Chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh. Bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ổng nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ổng ăn gà ác. Cái tự dưng cái ổng ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó. Sao? Phải biết, tôi biết làm gì. Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Thì tôi thấy vậy cái tôi cũng, ổng nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ổng nắm cái nút. Nút gì? Nút đèn, ổng dặn tắt. Xong rồi cái tôi chớp mắt nhìn ổng. Cái ổng cũng chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ, cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt. Xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à. Hả? Kì con của trời. Nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con hả? Cô còn đòi hỏi ổng điều gì nữa? Thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được. Thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con hay cô? Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác cô sẽ có con hay không? Luật sư. Xin lỗi, tôi vô duyên. Không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bà lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản ông gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi nói à, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông
đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi, tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thân, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nơi đi em mà sương gió trong đời oan trai. Đừng, mà sao em mang thân đừng bỏ tôi. Bà đừng bỏ tôi bà ơi. Đừng bỏ tôi. Mai mai từ nay theo em đi về nơi xưa xa. Tình cảm năm xưa ta như thôi vui thế thôi. Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cài thân xác tôi bên bờ, nhưng nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai. Và sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã. Cảm ơn luật sư. Tôi cảm ơn luật sư đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà bây giờ có voi hút cũng vậy thôi. Bò nhầm nhỏ gì. Muộn rồi luật sư ơi. Muộn thiệt rồi luật sư ơi. Muộn rồi. Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết. Hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình bơ vơ lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại cũng rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào thần tài thổ địa bên bển á hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán hộp sàn á hả? Ờ. Châu trời. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà bằng kiều. Ủa ghé nhà bằng kiều chị? Trời ơi nó cúng thấy ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có uống điếu uống thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Cha cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. À? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Vậy hả?
Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là trong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. Trong có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn là nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó nói hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo, làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, thấy chưa? Để nó đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết, có lúc nào nó dùng nó toàn căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó, không, sắp, không, sắp không, được không, ăn, không, sắp, không, sắp, sắp được ăn. Ăn. Sắp được ăn, sắp được ăn. Sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới đi hơi mập nha không? Thằng này mới đi hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. Thôi đi, không có cúng gì chăng cái trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ sao kỳ vậy? Ai biết à, ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài ha, tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chữ riết mà phai màu luôn. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chết bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa, xin xin xỏ xỏ, không bao giờ ông cho gì chăng đó, tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời, bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả, là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Thế, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa, sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò hả? Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mất ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả. Nó ngồi vậy hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl.
Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó, á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không bánh cấp đúng không? Bánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Con phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông, con cúng trái cây cho ông hai ông, ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn? Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra đằng trước. Cha con xin hai ông. Trời ơi. Dạ con... Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà. Thì cái ta thần tài mặt ta phải tươi vui đúng không? Thần tài tao nó mặt như con khô hối vậy à. Râu thì ghét à. Thần tài tao râu dài vậy đó. Râu cục ngủ mà. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu, râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thần tài thổ địa gì mà không có linh thiêng gì hết trơn à. Nhìn là thấy là hãm tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi. Không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Nó chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ về vì cọt action là nó xin. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. Đó. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưới đầu môi. Đó. Nó xin hoài, nhỏ kỳ. Ê ê ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sanh ra
người ta khóc ngoe ngoe ngoe. Còn em mới sinh ra em khóc đẹp đẹp đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Còn lại hai ông. Còn lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Còn lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là ta phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ, yeah. Đây, trời hai con dân chúa. Trời ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui phải như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài, làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Dạ xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được. Dục mẹ nó trả này chúi lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi, nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan chứ tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi, nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời? Ông làm phép quan nãy chuối chi? Trời đất ơi. Ờ, đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không, ăn. Không, dạ chuối này là cho ông Địa, dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi, để tôi cho mấy cái. No, this is not for you, yeah. Còn ông nữa, ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải di chế đó. Bóng là phải sử nhi, phải trẻ trâu, phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn trông giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều. Chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên. Chồng chế phải bự như Quan Lê. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây, cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Có cho mày biết. Hả? Mà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông mới trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? À. Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ? Tụi bay là vậy? Con người, tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, biết. Đó. Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông chơi ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy? Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Bà đừng có làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì với bà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả là tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè.
cái gì vậy mày? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À tôi nhớ rồi, lúc mà vợ nó mang bầu nó tới nó xin là ông địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai, thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, ta cho một đứa PD là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lời. Cạn lời. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, cái thằng này, cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt đau, sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn. Ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp, em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà ở trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, để cái... đó tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về, cho bà thua bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À. Tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi tao nói. Đổi lại nhà rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số mà, số. Xin thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy?
Trời đất ơi. Ba. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tới đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, à nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa không làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy không ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi. Chết cha rồi. Ngồi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu. Mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi. Giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê. Thế. Thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ thôi nhà. Trời dạ. Ơi cái gì vậy trời. Chưa đến Trung Thu mà ông Địa đến đây muốn làm chi vậy trời. Ơi. Ủa, múa bà nội mà chứ ông múa. Ơi, ông ơi. Qua đây. Nói rồi có gia đình thần thánh nên không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải, dạ, không nhà, phải nhà có chuyện buồn tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ, đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ, ở đâu mà tới đây. Tụi em nhìn vô trong cái trang coi có không. Hả? Trời ơi. Ủa, vậy. Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là. Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ta tên David à? Lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là Thổ Địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm rồi mà. Trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị em thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. Bà ơi, đúng là thằng Thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. Mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. Cái là thân mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy, tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin nè. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông Địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Con nay con mặc áo hở ha. Bây giờ tới đây rồi. Dạ. Ta hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ. Ông thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài ông Địa ơi. Trời ơi ông Tài ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy. Có mà tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu. Trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Trời. Không sao đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tay gì hết á. Trời ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúng hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó. Đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Thôi. Ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn, con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó chứ, để người ta nói bệnh hoạn tội nghiệp nó lắm.
không có biến cái được. Cái gì vậy má? Chồng mày là nãy tao sinh, tao mới biến được, chứ còn là kia là mày bẩm sinh. Hiểu gì hết trơn. Hồi nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha? Cái bệnh là mình phải chữa hết, đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho, dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi, nè nè đi. Thôi, để tao vô, chậm tao ngồi. Hát rồi. Em thấy... Nè nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. Cái gì? Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay, tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà, tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi chồng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói giọng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm. Rồi, dạ. Có người nè, vợ bốn con vẫn bóng như thường. Nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. Công nhận nha. Gia đình mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để má quay. Không không. À, vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, cái gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để mua anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Thằng này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm bây giờ. Trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần tài và ông Thôi Điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng. Và để cảm ơn, chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được. Dạ. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi ta đi. Đi đâu vậy? Thôi đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thử sao thôi. Con nói giỡn. Trời ơi, nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biến nghề đi. Dạ. Quanh lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ. Ra đã khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này. Không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Con sợ, má con không có sợ ma, con sợ quá.
Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm, cha mày nghe được đó, mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đồ nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao sợ. Trời ơi con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ, ông mà nghe được thông tin này. Trời ơi, việc trước là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ ừ. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi đàn bà không có chân mày luôn á. Tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu, chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy. Trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Dạ. Bây giờ qua tối đêm nay nghe không? Dạ. Qua tối đêm nay đi. Dạ. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa? Không được nói cho ai biết hết. Dạ. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa? Dạ. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi. Trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi, thiệt cái má sanh ra của hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của dì sao mà nó chép không vậy đó à. Trời ơi trời, sinh sao giờ vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tông cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Hey, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Xạo. Tôi khổ má. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì. Dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Dì vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Dì sao? Có thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là loi đó chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng à. Xạo nữa à. Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì. Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, có ba người mình nè. Bây giờ nè, mà có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi biết rồi. Tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra rồi tôi lo cho. Trời Út ơi. Dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Mà con đi ra ngoài đường, con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Chứ con đứng dậy, chứ con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con? Chị ơi, bây giờ vậy nè. Vậy là có chồng mà hoài, còn chưa có chữa được nữa đây nè. Dì ơi, bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi. Nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha. Con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nha. Con nhớ chim nghe. Non trên cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út, bé Út. Dạ. Có chuyện nhiều ba người ở đây vui quá vậy hả? Không có chuyện gì đâu, có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm má. Chị hai à, không. Tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Ủa, gì kỳ quá. Tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ con đôi khi con quên cái giới tính của mình à, thôi được rồi má không nói được rồi.
Thôi nha, tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út, cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta, Út? Biết rồi, kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được? Út, thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, con Út nó có thai. Con Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ, Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tôi rối con, mày đừng có nhảy nữa. Trời bây ơi, giờ mày nghe má nè, Long ơi. Con Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi, Út ơi, sức mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được nè, Út ơi. Thả cho mày cái đi à. Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá, cao sách. Đi nè, yeah. Bây giờ vậy nha. Em, Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có 4 người thôi. Chỉ có 4 người. Có 4 người mình biết thôi đó. Má dặn nè, có dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Ừ. Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không, không có nói ra đâu. Dạ. Sao mình biết ơi. Với nhau thôi. Chỉ có 4 đứa mình biết thôi. Ừ, với nhau cũng không dạ. Được nói nghe không chưa. Không có được nói ra đâu đó. Con hứa chỉ 4 đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Ừ. Bây giờ phải sao nói gì hết trơn nha. Ừ. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi dạ. Rồi từ từ bình tĩnh nha. Dạ. Ừ. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. À, chị hai. Má khổ hoài. Má khổ. Mỗi lần chị khổ là lộ. Dạ dạ. Không má. Có. Chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì. Làm được. Gì khổ? Dạ. Sao nửa đêm chị không ngủ à? Chị dẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chị hai. Dạ. Hả? Dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi có. Nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị 20 mấy năm nay rồi. Nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý vậy? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À này là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Yếu sinh lý. Trời mình ơi, sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi. Trời nhục quá. Mẹ vậy. Tới bây giờ cũng không biết tại sao Dượng có mất con. Sao vậy? Đàn lép. Phan chí dép cho cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à. Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Ta nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu. Chị hai ơi, sau những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai. Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ bà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chỉ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tôi với tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem mà luộc ăn hết rộng rồi. Bà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa?
Trời ơi, Dường ơi. Trời ơi, tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè, bụng bự quá mà có chữa. Cái gì vậy Dường? Nó sao mà có chữa được chứng đâu mà chữa. Có chứng mà. Chứng ông nào của tôi chứ chứng. Trời ơi. Dường nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được. Đẻ đâu. Đẻ nách nè. Mày chứ ai có chữa. Bánh bèo vô dụng vậy nè. Thôi ơi. Đây. Còn Út. Còn Út đâu có chữa. Trời ơi là trời ơi. Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con. Cái gì vậy. Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có, mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nè con. Trời ơi, Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Hết chuyện nói hả Dượng? Ôi chết mẹ, nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, bây giờ sao mày đây, Dượng chưa có ơi. Chồng mà mày có chữa chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha Dượng. Mày mà ổng biết nghe, ổng cạo đầu hết cả cái nhà này, ổng giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi, bây giờ sao mày khổ quá Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần nhỏ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn trong bão đó không hả Dượng? Bởi vậy nè, ông anh hai tôi giờ ổng dữ nhất nhà đó mà biết một cái ổng giết cả nhà. Biết rồi, vậy bây giờ mình phải tính kế nè. Dạ dạ, bây giờ sao giờ Dượng? Thôi được rồi, bây giờ dù gì đi nữa, tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe, tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của tôi. Dượng nói đi. Dành cho gia đình này. Bây giờ đó, anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói với anh hai á, nếu có giết thì giết hết gia đình này trừ tôi ra. Bị tôi là rẻ mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi, đúng rồi hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng đây. Nói gì kỳ cục vậy? Nói vậy mình thôi. Vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Lẹ lên. Bây giờ đó, ngày mai. Chị với con Út. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó, ví dụ như ổng quánh, mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ổng cạo đầu, mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi, Dượng hay quá, Dượng hay quá. Ta nói chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng, không giúp được cái gì hết. Bình tĩnh, Rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. Phá thai đi. Phá đi. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ ra cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi, tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết? Anh hai. Dượng ơi. Chứ sao vậy? Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng ơi. Dượng ơi khổ lắm rồi. Chết mẹ ổng vậy rồi, ổng vậy. Mày dậm chi cho ổng vậy thấy chưa? Sao má? Giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba đây. Đứng im đó, im lặng. Chết ông giết hết. Sao tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này kia vậy mà. Trời. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Gió mùa tu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ. Ở ta riết hồi cái nhà này ta không biết là ru chồng hay ru con. Trời ơi, không dễ ngủ vô trời mới ru như má, đó ngủ má. Dậy ngủ ba bảy ngủ rồi đừng có rần rần nữa. Dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này thôi, biết bây giờ thôi nha đi, chưa. Bây giờ tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà đặc biệt sao?
là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Con dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay vô. Đúng rồi, nhớ nha. Trời ơi, tôi khổ lắm rồi vô. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thai? Trời ơi, nó có 5 người biết, sao chị vô trọng chị kể anh chị vậy? Không, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thai là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời, trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chữ quan mộng du giữa này. Ngáo Hường gì vậy Dượng? Bồng nó vô ngủ đi. Dượng nói sao vậy? Dượng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? BD yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Trời ơi, mắt lì đìa chứ đâu có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dượng ơi Dượng, mày đỡ mày nó lên coi tập luyện đi cho. Long, đỡ nó vậy. Khổ quá. Thiên với vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay. Chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dượng. Dượng này. Né ra coi. Mày dạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê, mất dạy, mày nói gì bóng ngủ mày? Từ từ. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói dỗi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tập bậy tập bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, có chị hai nè. Bây giờ nó không nói đàng hoàng, tôi quýnh chết cha nó đó. Trời ơi, mày hả? Nói ăn nói gì? Thôi thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì? Hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nha, nó ra đây nó nằm, không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy. Ê, mày nói cho mày biết nè. Dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Hả? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. À, em xin lỗi chị hai. Mình ơi mình. Nóng quá mà, nóng quá. Nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Qua. Quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửi Dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đập mày chết cha mày vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, đi qua xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy. Sao tao vậy? Nói cho mày biết nè, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao không phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tao... tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ em xin lỗi chị hai.
nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi mọi chuyện ổn thỏa. À, vậy đi. Dượng dạ. An tọa đi Dượng. Dạ. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có mộng du đâu có lây. Má khổ lắm. Quên, tôi quên. Má làm gì má khổ má. Không, má đâu có khổ, không má có sướng gì lắm. Hết thôi, hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô đi, vô ngủ đi, vô đi, biết cái gì. Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dượng nói vậy? Đâu có liên quan gì tới đây mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình. Cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tức quá đi. Con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi! Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi! Rồi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ba. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bép xép và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba, ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi! Mày đi đi mày thôi. Cha mày à. Trời ơi, bảy người cái biết cha, thôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì chưa? Sao vậy? Xếp hàng. Xếp hàng cho tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? 2, 3. Sao vậy? Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng, thanh tịnh như vậy mà mọi người lại tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Dạ. Ô tắc tăng 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 ta ra tăng 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 ô đẹp đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh ha? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong 2 hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên. Nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt, nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tắc tăng tăng. Dẹp đi. Tắc tăng 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 quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ hoài. Bà khổ lắm hoài, bà cứ khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm mình, em đang sướng. Anh hai. Con Út nó. Gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Gì Út à? Anh hai à. Tôi biết. Dạ.
trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Ừ? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thành vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. À, sao lại ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên đòi ăn phở chi vậy trời ơi. Ghét. Cái gì? Mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong dạ. Mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở có thì mua hủ tiếu, có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy, sao anh mắc cười quá anh ơi. Mắc cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý, nó có chữa nó thích ăn gì phải cho. Trời ơi, vô cái gì vậy? Trời ơi, sao? Trời ơi. Tại sao giữa đêm khuya thanh giang cái gì vậy? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh, hết trắng nổi rồi. Mình ơi, mình hả? Mình giết em đi, mình em cái dạy gì? Con không giỏi. Mình giết em, mình ơi, mình giết em. Ba, ba. Ba đừng có giết má ba ơi. Lỗi tại con nè. Con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em? Nói đại đi. Nói. Ờ, đúng rồi. Ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói. Con xin lỗi ba. Dạ, dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết chuyện gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Anh chị. Sao? Sao? Dạ, dạ. Ba. Ba. Ba đừng trách anh hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi, ba giết con đi ba. Mình em đi. Mình ơi, mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh nha. Tin mình mà ơi, dạ. Anh hai cái gì? Anh hai em quỳ em xin lỗi anh. Mà anh hai ơi, cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa quan, bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết, anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi sao giết chị? Anh hai cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai, anh giết em đi. Anh giết em cái gì đi. Vậy em lại anh giết em đi. Em lại anh giết em đi. Lên đó nè, lôi ra nè. Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tụng quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Thằng gì? Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê. Sao? Hồng cánh sen. Tại bà hết á. Mai quần kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải tôi may bà ba đó, cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình tỉnh mình thôi. Mình tỉnh đi. Dạ. Thôi anh hai đây, cả gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Thôi bây giờ vậy đi, anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường, lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Ông nói gì vậy? Hay đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có rê nha. Tâm bậy tâm bạ thêm chữ rê vô làm chi được chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy: không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? À, bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà, bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có bí không nghe. Bỏ. Mình ơi. Còn Út. Ba. Bước ra đây. Dạ. Bước lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra, nuôi con lớn lên cho con ăn học, tới ngày hôm nay
Cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên, tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi Dượng ơi, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh trời ơi, tôi khó quá mà trời ơi, bình tĩnh đi mình ơi. Đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao lại có thai? Dạ dạ. Tại sao? Dạ dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À, dạ. Rồi sao nữa? Hả? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường, tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em về một cái được không? Dạ dạ, đừng có la mà. Rồi sao nữa? Không. Hả? Dạ xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con, xong cái con không chịu, con giật lại. Cái nắm chặt hơn nữa. Hả? Cái nắm chặt hơn nữa, con không chịu, con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn, cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Rồi sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có đâu ra mà nắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây nè. Chuyện gì đâu vậy trời ơi, muốn xỉu muốn chết chứ đó, một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi, mày làm sao mày nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai, nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu, con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Mày trang ra đi. Được. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Được mà. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi, để tôi nói chuyện. Sao đúng? Hả? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, rồi học trên vi tính rồi này nọ. Đặng chi nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó ha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt mày đó tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi, tôi làm gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi. Tôi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền, đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về, chứ đó có ai gói đùm về không? Hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi hả? Đập đi. Thôi bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16, có nơi giật cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không? Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dượng ơi, nói gì vậy? Tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à. Thôi mà. Cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi.
phải được không? Còn con Út? Dạ. Út. Ba má con á không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng kể cái gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Rồi. Được rồi. Thôi. Được rồi. À, bây giờ mở. Cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện thôi cho nó hiểu lầm thôi. Bây giờ. Sao? Mình không ở đây gì ngủ. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Đi ngủ ra rồi đi. Có gì quá trơn á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má. Dì Dượng. Vậy. Mấy anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không.